Chào mừng tất cả các bạn, cảm ơn Hương nè nha. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với livestream kể chuyện ma của Chu và Bảo. Vì đầu tiên để xong mình phải nói trước là các bạn sẽ thấy khó chịu trong cái video livestream này của mình. Tại vì á, mình đang bị trật hàm cho nên mình kể chuyện có thể hơi dính chút xíu cho nên các bạn thông cảm nha. Ai lại đi trách một người đang bị bệnh như mình đúng không? Đúng không ạ? Mong là các bạn có thể bỏ qua và chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay. Có một bạn đang gửi câu chuyện này cho Bảo. Cái bạn đó mình xin phép được đặt tên là bạn Giang đi nha, bạn Giang. Bạn này giấu tên. Thì bà của bạn Giang vừa mới mất. Và khi mà bà mất á, khi mà bà của bạn Giang mất á, nó xảy ra rất là nhiều cái câu chuyện ở chung quanh cái việc mà bà bạn mất. Thì cái ngày chính xác là ngày 28, vừa mất cách đây hình như gần một năm, 28 tháng 1 thì phải, 28 tháng 1. Thì cái ngày 28 đó là nhà bạn báo là bà bạn mất. Nhưng mà cái ngày 25 á, vào cái ngày 25 á, là bạn Giang qua nhà bà nội của bạn Giang á. Bạn Giang có mua bò lá lốt, rồi bò này bò kia đó, kiểu mà để cho bà ăn á. Cái hả rủ bà ăn thì bà không chịu ăn, nói chung là vậy đó. Cái xong rồi hả tối hôm đó bạn về, thì tối ngày hôm đó bạn về là đang nói cái ngày 25 nha, cái ngày 28 là bà mất. Thì tối hôm đó bạn về, bạn nằm ngủ thì bạn nằm mơ thấy bà của bạn, bà nội của bạn xuất hiện trong giấc mơ của bạn Giang, đứng trước nhà và vẫy tay chào bạn Giang. Sau khi mà vẫy tay chào bạn Giang xong rồi á, thì bà của bạn Giang bỏ đi. Bà của bạn Giang quay lưng bỏ đi. Bạn mới thắc mắc, bạn không biết gì hết. Cho tới tận ngày 28 thì mới gia đình mới công bố là cái gì, gia đình mới nói là bà sắp mất rồi. Bà sắp mất rồi, qua nhà để nhìn mặt bà lần cuối. Thì trong mấy cái ngày đó đó là người nhà bạn nói là cái ngày 28 thì người nhà bạn nói là cái hôm, tại vì bạn nói là cái hôm 25 qua bà vẫn ổn mà. Thì người nhà bạn mới kêu là không ổn đâu. Không bé ơi, bà khi mà con về á là bà đã đi vệ sinh luôn ngay tại chỗ luôn, có nghĩa là bà không cầm được luôn á, các bạn hiểu không? Bệnh tới mức độ mà mình không cầm được, mình không cầm ỉa được, không cầm ỉa được, không cầm đai được, đái lục được luôn, là xả ra luôn, xả ra ngay tại chỗ luôn, không thể đi được luôn, không cầm cự được. Thì là bà đã bị ngay cái lúc đó rồi. Để mình chút xíu mình chỉnh cái camera đi. Kêu đó là bà đã bị ngay lúc đó rồi. Cảm ơn sát Petty nha. Xong rồi nha. Thì cái ngày 27 á là bà đã phải đi nhập viện rồi, là bà hấp hối rồi, là bắt đầu hả là bác sĩ nói là có vẻ như không cứu được rồi, là chuẩn bị là ngày 28 là chuẩn bị cho bà về rồi đó. Thì cái ngày 27 á thì bà Tư kế bên nhà đó, bà nội Tư của cái bạn Giang này á, có nghĩa là em của bà đúng không, bà nội của bạn có em gái, thì bà nội Tư là em của bà. Thì mới nằm mơ thấy bà về. Trời cảm ơn mấy bạn nha, trời đầu năm mà các bạn tặng quà cho mình nhiều, mình cảm ơn. Nằm mơ thấy bà về, bà kêu là à em gái, chị mất rồi. Em nói ngày mai mấy đứa nhỏ lấy cho chị hai bộ đồ của má ngày xưa còn sống để lại cho chị. Lấy cho chị hai cái bộ đồ đó, nhớ làm mặc đồ vô cho chị rồi chị đi nha. Em nhớ kêu á là kêu mấy đứa nhỏ ở nhà kêu con út ấy là đi lấy chồng đi, rồi xong rồi hả kêu mấy đứa nhỏ tự chăm sóc nha, chị phải đi. Thì 27 là tối ngày 27 là nằm mơ. Rồi sáng ngày 28 là bắt đầu là bác sĩ kêu là đem về đi, là không có kiểu mà bệnh quá rồi đó, là kiểu như là nhà người nhà đem về nhìn bà lần cuối xong rồi rút ống thở cho bà đó, phải tự rút ống thở cho bà luôn. Khi mà đem về á thì ở trong nhà tụ tập lại, tất cả mọi người tụ tập lại. Bạn Giang bạn cũng có đi với bạn trai bạn. Bạn Giang á, bạn buồn quá trời luôn, bạn khóc, bạn mới nói là sao bà hứa với con á là Tết này bà phải khỏe mạnh để bà ở nhà bà đánh bài với con mà. Sao bây giờ bà thất hứa với con? Tội quá ha mọi người, tại vì mình đã từng trải qua cái cảm giác mất mát như vậy là mình hiểu.
bạn buồn quá trời luôn, bạn khóc. Xong rồi hả, bạn trai của bạn cũng buồn luôn. Nói chung là nhà ai cũng buồn hết. Thì trong đó có một cái cô đó là, cái cô đó là cô hai, cổ là con của bà nội tư. Thì cái cô hai này á là cổ có căn và cổ thấy được ma. Thì cái cô hai này là có học thầy luôn, có nghĩa là đi học thầy luôn nha mọi người, đi học thầy luôn á nha, thầy pháp luôn á, là học thầy đàng hoàng luôn. Như có tu luôn á mọi người, nói chung là thấy được ma. Xong rồi hả, cô hai này mới kêu á là ông bà cố đang ở đây, có nghĩa là ba mẹ của bà nội của bạn Giang đang ở đây, là người đã mất rồi đó. Ông bà cố đang ở đây và trễ mà ở gà và đứng đây kêu là tối nhớ thay cái bộ đồ, thay cái bộ đồ mà của má ngày xưa cho bà nội vào. Xong rồi hả, đúng 1 giờ rút ống thở ra để ông bà cố dắt bà nội đi. Đó là ông bà cố đang đứng ở kế bên và nói chưa không. Cái xong rồi hả, thì bắt đầu hả, gia đình cũng lôi 2 bao đồ ra và cũng cắt nút này kia, chuẩn bị xong xuôi hết trơn hết trọi rồi á. Thì bắt đầu hả, là gần 12 giờ mấy, gần 1 giờ thì bà mới kêu mọi người lại, bà mới kêu mọi người lại. Xong rồi hả, bà giống như là bà trăn trối những cái câu cuối cùng. Thì trong đó thì có cô Út, cái cô Út đó là khoảng thời gian mà bà nội của bạn Giang bệnh á. Thì cái cô Út này là người đã chăm bà của bạn Giang, chăm xuyên suốt luôn. Cái xong rồi cô Út sinh năm 2000, 2000 nha, 2000 mọi người, cô Út sinh năm 2000. Thì nói là thôi cô Út đi lấy chồng đi, lo mà đi lấy chồng đi, trời sinh năm 2000 mình lấy chồng sớm vậy, tới bây giờ bảo còn chưa lập gia đình, sinh năm 2000 mà lấy chồng sớm quá trời sớm luôn á, kêu chua. Trời, lấy chồng sớm là trong lòng tái chanh lắm mọi người, đừng lấy chồng sớm nha. Mấy bé 2000 cứ lo học đi, đây là kinh nghiệm của bà của Bảo, mà nói là đừng có lấy chồng sớm. Ở lòng bà cũng đâu có lập gia đình đâu, nhưng mà kinh nghiệm của những cái người chị, người mẹ, lòng người dì, người cô của Bảo đi trước, đừng lấy chồng sớm, trễ trễ xíu đi để rồi biết mình xứng đáng được nhận cái gì, hiểu không, nhớ nha. Xong rồi thì mới 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 kiểu mà giống như là muốn hôn mọi người, bà cũng buồn lắm, bà muốn hôn tạm biệt mọi người nhưng mà bà không hôn nổi, bà đâu có hôn được đâu. Thì hả, bà mới chỉ tay lên trán, có nghĩa là bà chỉ tay lên trán coi như là hôn rồi đó, bà kéo mọi người lại, bà chỉ tay lên trán coi như là bà hôn mọi người rồi, ok không. Xong rồi cái lúc đúng 1 giờ là rút ống thở bà ra, đúng 1 giờ là rút ống thở bà ra, là bà nhắm mắt, người bà lạnh ngắt luôn, là bà đi luôn, là bà đi rồi đó. Sau khi bà đi rồi thì hướng hướng cái đầu bà ra khỏi cửa để bà đi. Đúng 9 giờ 1 phút tự nhiên bà vậy nè. Đúng 9 giờ 1 phút hồi dương. Ủa sao tự nhiên nổi cái họng gì vậy má? Đúng 9 giờ 1 phút hồi dương. Xong rồi tự nhiên bà hồi dương xong cái mọi người hết hồn luôn mọi người. Trời ơi, con cái gì đó, con cái kiểu hả hết hồn chạy lại nói chuyện, ủa mẹ 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 có ổn không, mẹ có cần hả con chở đi bệnh viện không. Thì bà gật đầu nha, lúc này thì bà gật đầu thì mới gọi điện thoại cho bên hả cô, lúc này là cô hai đi rồi, lúc này là cô hai đi rồi thì mới gọi điện thoại cho bên cô hai, rồi gọi điện thoại cho bên má nuôi của bạn ở bên nước ngoài nữa, gọi cho má nuôi của bạn ở bên nước ngoài. Thì gọi xong rồi hả, kêu là trời ơi, bà sống dậy rồi, bà như thế này như thế kia. Xong rồi gọi cho bác hai, kêu bác hai quay về để kiểu giống như là chở bà đi bệnh viện. Cái xong rồi bác hai kêu, bác hai nói chung là sao, bác hai bận cái gì đó không có về chở bà đi bệnh viện được, nhưng mà hoàn toàn là bà tỉnh dậy và bà dường như là bà khỏe, dường như là bà có thể hoạt động bình thường. Thì cái lúc mà nhà đang lo lắng cho chung quanh cho bà gì đó thì bà nội của bạn Giang kêu bạn Giang lại đấm bóp cho bà, bóp tay bóp chân cho bà. Nhưng mà cái lúc này á, bóp tay bóp chân cho bà mà cái da tay da chân của bà nó lạnh ngắt, bóp tới đâu là lạnh tới đó, da tay da chân của bà nó lạnh ngắt như một xác chết.
Xong rồi hả, bóp xong thì cái lúc này bóp xong rồi hả, bạn mới đắp cái mền lên trên người bà, tại vì thấy sao, thấy tay chân bà lạnh quá mới đắp cái mền lên trên người bà. Thì lúc này bà của bạn như nè, bà của bạn vứt cái mền đi, thái độ và cách nói chuyện của bà của bạn khác hoàn toàn. Nhưng mà bạn cũng không nghĩ nhiều, miệng bà mình tỉnh dậy là mình vui rồi, hiểu không? Bà cũng không nghĩ nhiều, đĩ nào mới cắn anh nè mấy đứa, đĩ nào nè má, đĩ nào đĩ mũi nào mới cắn tao, tao mà biết đĩ nào chết mẹ ta. Có đôi khi Trời, có đôi ta khi chỉ quảng muốn cáo, tìm kiếm một điều gì đó mang tên tao không có tìm ấm nha. áp. Rồi cái xong rồi hả, cứ như xong rồi Du lịch tiền đó cho rồi, tôi đi với cái trả sau và những ưu đãi lên. cái xong rồi thì hả, bóp cho bà xong thì lúc này hả, bạn cũng không có nghĩ gì nhiều, bạn thấy bà dục ra như vậy bạn cũng hết hết hồn. Xong rồi bạn đang bóp cho bà thì bạn mới thấy là trên người bà có những cái vết bầm, những cái vết bầm nó xuất hiện. Mà bóp tới đâu là cái vết bầm với cái vết bớt nó loang loang ra như nè mọi người. Nó loang loang ra như một con ký sinh trùng vậy đó. Cảm ơn Shark Betty nha. Các bạn hiểu không? Nó loang loang ra như một con ký sinh trùng, các bạn có biết cảm giác như là có những cái bọc nước á, giống như là có bọc nước trên da, đụng tới đó cái xong rồi bạn mới thấy những cái bọc nước như vậy. Bạn thấy những cái bọc nước như vậy và bạn sao? Bạn thấy bọc nước xong rồi hả, bạn mới bóp cái chỗ bọc nước thì bà của bạn kêu đau. Bà của bạn kêu đau. Xong rồi bắt đầu bạn mới kêu tất cả mọi người ở trong nhà lại để bà hung từng người. Bà đòi hung từng người. Không hiểu lý do tại sao bà lại hung từng người nha. Bà hung từng người gì đó. Cái xong rồi hả, cái xong rồi bắt đầu hả, bà mới gọi là bóp. Nói chung là canh bà nguyên một đêm luôn. Ý là canh bà lúc đó là 1 giờ sáng rồi, lúc đó là khoảng 2 giờ mấy sáng rồi mới ngồi canh bà. Canh một hồi á thì hả, lúc này là chỉ còn có hả bạn trai của bạn và bạn và ba của bạn thôi. Thì bạn bóp một hồi xong bạn mệt quá, bạn nằm nghỉ xong rồi hả, thì bạn mới nói với bạn trai của bạn là thôi bây giờ em không có ngồi nổi rồi, em không có trụ nổi nữa, thôi bây giờ anh ngồi đây canh bà cho em nha, 3 giờ kêu em dậy em thế. Thì cái lúc này bạn mới chuyển sang cái phòng ở kế bên, thì cái phòng ở kế bên nó cái vách nó sát bên luôn, cho nên nghe rất là rõ, nghe có thể nghe nói chuyện, những cái cuộc nói chuyện ở đó mình có thể nghe rất là rõ nha. Thì cái lúc này á, bạn ở bên ngoài á, có mấy thằng đua xe á, nó chạy xe lớn, mấy thằng Racing Boy á, nó chạy vù 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 á, các bạn biết sao không? Nó chạy mà nghe tiếng tiếng bô này kia nè, đun 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 đó. Cái xong rồi bạn có biết bà nội của bạn á, một người mới vừa hồi dương dậy mà ngồi dậy và la ra ngoài không, la ra ngoài và kêu vậy nè, bà mẹ mấy thằng này bố láo, chạy xe bố láo, lát hồi tao ra tao bẻ bô tụi mày. Một người vừa ở trong cái thế sinh tử, hòm vẫn còn ở đó, cái hòm vẫn còn ở đó nha, chưa dùng nha, mà ngồi dậy đòi bẻ bô, mà bệnh quá trời bệnh luôn, ngồi dậy đòi bẻ bô chấm hỏi. Cái xong rồi hả, bà của bạn cứ đòi hung ba của bạn, rồi xong rồi hung hả, bồ của bạn, đòi hung ba bạn, đòi hung bồ của bạn. Đợi các bạn xíu, đợi 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 xíu nha. Như bỏ quên một cái chi tiết rồi. Bà nội cứ kêu là đưa đầu vô cho bà hung nha. Hung một hồi nha, hung xong nha, lát hồi tới bạn thế. Bắt đầu tối tối rồi, đúng 3 giờ là bạn này bạn vô thế. Thì xong rồi bắt đầu khi mà bạn vô thế á, thì ba của bạn và bồ của bạn đi ra. Thì khi mà ba của bạn và bồ của bạn đi ra thì thấy mắt của ba bạn và mắt của bồ bạn thâm sì à, kiểu như là bị hút hết sinh khí vậy đó, kiểu như là ba bạn và bồ của bạn như là bị hút hết sinh khí. Và cả bà nội nha, bà nội của bạn gặp bạn cũng kêu bạn lại để hung, nhưng mà bạn không có cho,
bạn mới không có chịu, bạn thấy có cái gì lạ quá, sao cứ đợi hôn người này hôn người kia hoài, sao cứ gọi hôn người này hôn người kia hoài. Cái xong rồi bạn mới đem cái chuyện này đi nói cho bà nội tư nghe, thì bà nội tư mới kêu là nhất quyết là không có cho hôn, nhất quyết là không có cho hôn, kêu là ngày mai á, 5 giờ ngày mai là kêu thầy tới tụng, không có cho bà nội hôn nữa, đừng có cho bà nội hôn nữa, bà nội có đòi cũng không cho. Thế xong rồi hả, khi mà 5 giờ thầy tới tụng nha, các bạn có biết hả, là thầy chùa tới tụng cho bà, tụng cầu siêu, kiểu mà tụng cho bà đi á, tại vì thấy là tự nhiên bà hồi dương vậy á, không biết bị có vấn đề không, mới tụng cho bà đi, coi cho bà đi thanh thản á. Thì thầy chùa đang ngồi tụng vậy nè, mà cái mặt bà ngồi nghe thầy chùa vậy nè. Xong rồi bà nói vậy nha, bà nội của bạn Giang nói vậy nè: thầy tụng hay quá, thầy tụng hay ha. Mà bà nội nói gì đó, bà nội nói gì đó, trời, bà nhìn mà cái ánh mắt của bà đáng sợ lắm kìa. Kêu là thầy tụng hay quá ha. Cái xong rồi bắt đầu hả, ba của bạn mới kêu là: má có muốn là đổi sang bài chú đậu bi không, chú đại bi không, chú đại bi không, chú đại bi không. Cái xong rồi hả, bà quay qua tự nhiên tôi kêu chúa đại bi, đại phật, tôi giống như bị khùng quá mọi người. Chú hẹp, má có muốn đổi sang bài chú đại bi không. Cái xong rồi hả, bà nội của bạn Giang nghe này kêu: không, để cho thầy tụng tiếp đi, má thích nghe bài này. Mà vậy các bạn, trời, sư thầy sợ luôn, sư thầy đang ngồi tụng vậy nè, mà sư thầy, bà cứ nhìn sư thầy hoài luôn, không chớp mắt luôn, mà sư thầy cứ, sư thầy sợ luôn á mọi người, sư thầy xanh mặt luôn, sư thầy sợ lắm kìa. Xong rồi tới cái lúc á mà sư thầy á, kiểu mà sư thầy lấy cái nước á, cái nước ở trong chùa á, sư thầy vũ lên, có cái cây bó đó, vũ gì nè, các bạn biết không, vũ nước lên người bà, mà bà gì nè, bà trợn mắt lên mà nhìn sư thầy vậy luôn á. Bà trợn mắt lên mà bà nhìn sư thầy như vậy luôn. Ghê chưa. Cái xong rồi hả, bắt đầu tới hả, tới cô hai. Cô hai mới có hả, cô hai mới vào nhà. Cô hai mới vào nhà để cô hai gặp bà. Thì cô hai vừa vào nhà, cô hai gặp bà một cái, cô hai nói chuyện với bà xong nha, cô hai chạy ra, mà cô hai là cái cô hai mà bảo nói là cô hai có căn đó mọi người. Cô hai có thể hả nhìn thấy được ma, nói chuyện với lại ma, với lại hả thấy được người âm. Thì khi mà cô hai đi vào, cái cô hai đi ra liền, rồi cô hai chỉ tay vô trong cái iPad của bà nội tư á, của bạn Giang á, đang bấm á, chỉ ra. Cái xong rồi hả, hai bà cháu ra cái chỗ khác tụng kinh luôn mọi người. Xong rồi hả, lúc này nha là bà nội của cái bạn Giang á, có những cái hành động, những cái lời nói rất là khác thường luôn. Tự nhiên bà của bạn Giang kêu là: Tuyền ơi Tuyền. Mà bình thường á hả, Tuyền là cô Út của bạn, mà có bao giờ là bà kêu Út thôi chứ. Chứ đời nào bà lại kêu Tuyền, kêu tên như vậy. Ở trong nhà có ai kêu tên vậy không? Không. Thì biết sao, cái biết sao không? Tại vì hả, con quỷ đó là nó núp. Từ từ là mình kể thôi, mình không có spoil đâu. Thì hả, kêu lại: Tuyền ơi Tuyền, lại đây đi Tuyền. Tuyền có nghe mình ngoại nói gì không, ngoại nó hiểu gì không? Các bạn biết sao không, biết tại sao mà bà nội của bạn Giang lúc đó nói gì không? Là biết là gì nè, là cái lúc mà cô hai của bạn với lại bà nội tư của bạn ra ngoài là ngồi tụng kinh á, thì tụng cái kinh gì mà không biết, ở trong này là bà nói không được, cái lưỡi của bà rút vô luôn, cái lưỡi của bà rút vô luôn, bà phải lấy cái lưỡi đây nè, móc cái lưỡi ra thì mới nói chuyện được. Tại cái đó là cái xác mà, cái đó là cái xác mà, nó đâu có phải là cái con người đâu mọi người. Cho nên cái lưỡi nó bị rụt vào trong, khi mà mình chết rồi những cái kia của mình đó, nó bị gì đó, nó bị rụt vào trong. Cái xong rồi hả, ốc cái lưỡi ra để nói chuyện. Xong rồi bà mới hỏi là: Tuyền ơi, con có nghe bà nói gì không, con có hiểu bà nói gì không? Tuyền ơi, lại đây với bà đi. Spell thơm lắm, cảm ơn em đã ủng hộ spell. Tuyền ơi lại đây với bà đi, con có nghe con bà nói gì không, hiểu gì không? Cái xong rồi lúc này cái bạn Giang á, thì bạn mới hả quay qua bà, bạn nói với bà là hả,
Trời ơi, bạn còn nhớ tên con không? Tự nhiên bạn gian bất giác bạn hỏi vậy à? Bà còn nhớ tên thật của con không? Bà còn minh mẫn quá ha. Tại lúc đó là bà đâu còn minh mẫn đâu mọi người. Lúc mà bà bệnh bà đâu có minh mẫn đâu. Thì bạn gian mới hỏi là bà còn minh mẫn quá ha. Bà nhớ tên chị Tuyền, bà nhớ tên là cô Tuyền luôn. Bà nhớ tên thiệt của con không? Cái xong rồi hả, bà mới kêu là sao mà không nhớ. Bà nhớ tên con là Nhi nè. Con là Nhi. Nhi là tên ở nhà thôi. Nhi là tên ở nhà thôi. Tên thật là Giang. Đang hỏi tên thật mà. Nhi chỉ là tên ở nhà thôi. Xong rồi mới hỏi tới tên má nuôi. Vậy là bà có nhớ tên má nuôi không bà ơi? Cái xong rồi lúc này bà nghe cái bà thuận lại. Tại má nuôi ở nước ngoài. Má nuôi ở nước ngoài cho nên là đâu có bao giờ mà gọi họ cũng kêu xưng con với lại má thôi chứ không bao giờ gọi tên. Gặp cũng kêu má nuôi thôi. Rồi kêu xưng xưng con với lại má thôi, đâu có gọi tên đâu, cho nên là khựng lại liền. Đâu có biết má nuôi tên gì. Tại châu với lầu chưa. Đâu có biết má nuôi tên gì đâu mọi người, đâu có biết má nuôi tên gì. Cái xong là bà mới lên lên đi, ơi Tuyền ơi, Tuyền ơi, trời bà giả trân luôn. Giả trân luôn. Giả trân luôn. Cái xong rồi nha. Cái bắt đầu bác hai mới về, bác hai về, bác hai vô gặp bác hai khóc quá trời luôn. Bác hai xin lỗi là bác hai về không kịp, bác hai về như thế này như thế kia, bác hai không về kịp để nhìn mặt má. Xong rồi bà cũng đòi hôn bác hai luôn, nhưng bác hai rụt cái đầu lại, bác hai không có chịu. Bác hai đi ra ngoài. Xong rồi lúc nãy á, là mọi người trong nhà mọi người mới bàn, bác hai khóa cái cửa phòng này luôn. Bác hai khóa cửa cái phòng này luôn, tại vì bác hai là chung với gia đình cô hai á, là biết đây không phải là bà. Xong rồi cô hai mới nói á, là hồi lúc chiều á, hồi lúc sáng chứ, hồi lúc sáng chứ, rồi mới sáng sớm, hồi lúc sáng em chạy vô á, là em thấy á, là nửa mặt là của má, nửa mặt là của con quỷ. Má hai, cô hai mới chạy vô nói là nửa mặt này là của má nè, mà nửa mặt này của má tím tái nha, còn nửa cái mặt bên đây á, là của con quỷ á, nó có cái nanh luôn, nó có cái nanh luôn. Cái con này là cái con yêu tinh rồi. Cái xong rồi lúc này hả, cô hai mới nói là cái con này là cái con yêu tinh, nó sống tới 3.000 năm rồi, nó sắp gì ta. Cô hai dùng cái từ gì á mình quên nè. Nó sắp gì? Cái gì nè nè. Trong người bà nội nè nè. Là nói chung là bà nội của nè, nói chung là bà nội của bạn Giang á là đã mất lúc 1 giờ rồi, và ông bà cố đã tiễn bà nội đi rồi, nhưng mà bà nội vẫn còn chưa đi được luôn. Tại bà nội đứng đây để xem cái con quỷ trong người này nó diễn như thế nào nha. Mà vậy nè. Cái nội tư em mới qua kể trong người bà nội mày từ 1 giờ tới bây giờ là không phải nội mày đâu, mà nó là con yêu tinh, nó sắp độ hóa rồi. Nó đi theo bà nội mày từ 3 năm trước lúc bà nội mày bệnh luôn. Con này nó ghê lắm, nó được 3.000 tuổi rồi. Tối cô hai mày vô xem nó hiện ra. Tối cô hai vô xem là nó hiện ra hai mặt luôn. Một mặt đó là của con quỷ, một mặt là của bà nội. Là nó mượn cái xác của nội mà nó theo của bà nội của bạn từ lúc mà bà nội bạn bệnh. Tại vì bà nội của bạn bị tiểu đường, mà bà nội của bạn bạn lúc đó là bị nhiều bệnh lắm, còn mà lúc sắp mất còn bị kiến ba khoang bắn nữa, trai trắng nữa. Cái bà nội bị vậy á, cái con quỷ này á, nó đi theo bà nội từ cái lúc bà nội bệnh rồi, bởi vì nó nhìn thấy cái xác của bà nội, nó biết là cái xác của bà nội có thể giúp cho nó sau này khi bà nội mất á, thì nó có thể dùng cái xác đó để nó độ hóa được. Các bạn hiểu không? Mà lúc mà nó hung gia đình á, là nó lấy sinh khí, nó lấy dương khí của gia đình. Để mình uống miếng nước. Quá mà cái ca nước mình đâu rồi, lấy tức quá. Là gì nè, là cái con quỷ này nè, cái con yêu tinh này nè, là nó sống tới 3.000 năm rồi, nó tu tới 3.000 năm rồi, bây giờ nó muốn độ hóa thì nó phải tìm một cái xác phù hợp. Thì cái xác của bà nội là một cái xác rất phù hợp. Mà nó thấy bà nội sắp mất rồi, nó chiêm tinh được, là nó kiểu như là nó dự đoán được là bà nội sẽ sắp mất rồi, cho nên là nó đi theo bà nội 3 năm trời. Và nó biết thấy cái hạt đậu đó, nó núp ở trong cái túi áo của bà, nói chung là lúc nào nó cũng núp ở trong cái túi áo của bà hết trơn á, cho nên nhà không biết, không ai biết hết. Cho tới bây giờ là nó đang nhập vô cái xác bà nội, và nó đã dùng cái năng lượng của gia đình kiểu như là nó hung người này hung người kia để lấy dương khí á mọi người.
sau khi mà nó lấy dương khí xong, bây giờ nó rất là mạnh rồi. Bây giờ nhà làm vậy thì nó rất là mạnh. Bây giờ chỉ có nước là cả nhà cùng nhau đọc cái kinh, cái một cái loại, một cái kinh này là đọc như vậy là nó mới kiểu mình siêu thoát được, ở kiểu như là mới trị được nó. Chứ bây giờ nó mạnh quá, cái xong mới đóng cửa lại, rồi cả nhà cùng nhau đọc kinh. Thì khi cả nhà đọc như vậy á thì bên trong nó la hét quá trời luôn. Cô Hai nói là cô Hai thấy á, là cô Hai thấy nha, có rất là nhiều người mặc áo cà sa màu vàng xuất hiện ở trong phòng, là Phật đó mọi người. Có rất là nhiều người mặc áo cà sa xuất hiện trong phòng và ánh sáng nó phát sáng ra, con quỷ nó chạy không có được luôn. Con quỷ nó chạy không được tại vì khóa cửa trơn rồi, ở đây bị niêm phong, đầu này bị niêm phong đầu kia rồi, nó không thoát được. Cái xong rồi hả, nó chịu trận ở trong đó luôn, kiểu như là mình bắt bài nó đó, mình bắt bài nó, không có cho nó độ hóa, mình nhốt nó lại không có cho nó chạy ra, mà mình cứ đọc kinh thôi. Đọc một hồi xong, khi mà không còn nghe tiếng la nữa mới bước vô trong phòng. Thì khi mà bước vô trong phòng á, là bây giờ cái xác của bà nó cứng ngắc luôn, là bà đi luôn rồi, bà mất rồi. Cái con quỷ đó là chỉ nó chỉ con yêu tinh nó là chỉ mượn cái xác của bà thôi. Cái xong rồi bà mất tiêu ở lộn, cái xong rồi nó thoát ra khỏi cái xác của bà. Thì cái xác của bà rất là nặng, cái xác của bà rất là nặng luôn, là tại vì ta chết lâu rồi mà. Xong rồi hả, thì sau cái vụ đó là mới mời thầy về tụng kinh một lần nữa cho xác của bà, tại vì xác của bà nó bị quậy quá, cho nên là mới về kêu chú tiểu rồi kêu mấy thầy về tụng kinh cho bà nữa, thì mọi chuyện mới êm xuôi á. Là sau cái chuyện đó là mọi chuyện mới êm xuôi, nó là quỷ mượn xác người. Bây giờ mình kể tiếp một cái nữa, mà cái này nó liên quan tới là đồ vật cũ của người đã mất. Chiếc mền oan gia hay là chiếc mền oan gia hay là sao ta, hay là điềm lành, điềm xấu hay điềm lành, là vậy nè. Có một cái bạn đó mình xin phép là đặt tên đi ha, kể không dám đi nghĩa luôn, lại nói tên là bạn Hương đi. Ok, bạn này tên bạn Hương đi ha. Bà ngoại của bạn, có một người đã cho bà ngoại của bạn một cái mền. Thì cái mền đó là cái mền của một người con của cái người đó. Nhưng mà cái người con của người đó đã đi lên trên thành phố rồi, không có dùng cái mền đó nữa. Hay đợi thì uổng quá, thôi cho bà của bạn. Xong rồi bà ngoại của bạn Hương á, thì mới hả thấy là bạn Hương đi ngủ thường không đắp mền, tại bạn Hương thích lạnh. Bạn Hương rất là thích lạnh, bạn Hương đi ngủ bạn Hương không giờ bạn đắp mền hết trơn á, bạn toàn là để cái vậy thôi, là bạn ngủ thôi, bạn không đắp mền. Cho nên bà nghĩ là bạn Hương không có mền, cho nên quyết định là bà lấy cái mền đó của người ta, bạn đem cho bạn Hương. Bạn Hương thì có mền rồi, nhưng chỉ đơn giản là bạn Hương không có thích nằm như vậy thôi. Bạn thấy Hương thích nằm trần á, chứ không có thích nằm đắp mền. Thì đó, mà bạn Hương vẫn cố gắng nhận cho bạn Hương vui, các bạn hiểu không? Xong rồi bạn Hương thì có mền rồi, rồi bạn Hương cứ để cái mền đó của bà bạn Hương cho ở trên giường thôi, bạn Hương không nghĩ gì nhiều, tối hôm đó nằm ngủ. Tự nhiên á, không biết lý do gì mà bạn Hương làm rớt cái mền xuống dưới đất. Không biết cái lý do gì, bạn Hương làm rớt cái mền xuống dưới đất. Một hồi nha, thì bạn thấy là bạn đang ngủ vậy nè, thì bạn thấy có người kéo cái tay bạn xuống dưới đất. Có người kéo cái tay bạn xuống dưới đất. Bạn hoàn toàn không để cái tay xuống dưới đất nha. Bạn thấy có người nắm tay bạn, kéo bạn xuống dưới đất. Xong rồi thì tự nhiên nằm một hồi nữa, thì có người cầm nắm cái bàn tay bạn, giật bạn xuống để nhìn bạn luôn. Có nghĩa là đây là trên giường đi, đúng không? Bạn nằm trên giường thì bạn kéo cái tay xuống, kéo cái tay bạn xuống như này, thì bạn cúi cái mặt xuống dưới giường, thì bạn thấy là có một người con gái nằm ở dưới đó, đang đắp cái mền của bà ngoại bạn cho. Đắp cái mền của bà ngoại bạn cho như này, kéo cái tay bạn xuống và nhìn bạn như này. Mà con mắt của người đó rất là to, tóc của người đó rất là dài luôn, và người đó cứ nhìn bạn chằm chằm hoài luôn. Người đó cứ nhìn bạn chằm chằm hoài, người đó muốn bạn nhìn thấy người đó. Và người đó đang đắp trên người cái mền của bà ngoại bạn đưa, chính là cái mền của một cái người đã đưa cho bà ngoại bạn. Mọi người đã nói xin nha.
cái đó lên. Xong rồi hả, tự nhiên nó hồi bạn sợ quá trời luôn, bạn nhìn cái người đó hoài. Thì đằng sau lưng bạn á, giống như có ai đó nắm cái áo của bạn kéo lên, mà bạn nghe tiếng bà nội của bạn. Người bà đã mất của bạn, có nghĩa là bà cho cái mền là bà ngoại, còn cái người nắm cái áo giật lên là bà nội. Nghe tiếng bà nội kêu là niệm Phật đi. Cái xong rồi bạn mới niệm Phật. Bạn niệm Phật quá trời luôn. Cái xong rồi hả, bạn giống như là bạn lúc này bạn bị đè xong á, thì bạn được thả ra. Thì khi bạn được thả ra thì bạn nghĩ là bạn nằm mơ. Bạn nghĩ là bạn nằm mơ, các bạn hiểu không? Xong rồi bạn mới nói là trời, cái gì vậy trời, chuyện gì xảy ra vậy? Cái xong rồi bạn mới kiểu thắc mắc quá, tò mò quá, không biết là cái người con gái đó còn ở đó không. Bạn thắc mắc, bạn tò mò quá, bạn không biết là cái người con gái còn ở đó không. Thì bạn mới cúi cái người xuống để bạn nhìn. Bạn cúi cái mặt xuống nè để bạn nhìn. Thì bạn nhìn thấy là cái người con gái đó vẫn còn ở đó. Trời má, nó không đi luôn. Kiểu như là chị đi không kịp. Xin lỗi, chị đi không kịp. Như chị mới làm ma, cho nên chị chưa học cái thuật biến mất á. Chị mới học cái thuật hiện ra. Đồ ma. Wow. Tưởng nằm mơ thôi trời. Tưởng nằm mơ thôi kèo. Tưởng nằm mơ thôi. Tao mới cúi xuống tao nhìn. Ai tao theo cốt truyện là mày biến mất rồi chứ. Có nghĩa là chớp mắt một cái mở mắt lên là mày biến mất rồi chứ ta. Không, chị chưa có kịp. Chị mới học cách biến ra. Chưa có kịp học cách biến vô lại đó em. Hiểu không kêu? Cái xong rồi hả? Tưởng mơ về thiệt má. Con ma chưa kịp rút quân luôn. Con ma còn nằm ở đó còn đáp nguyên mền luôn. Cái xong rồi hả? Bắt đầu hả? Mà nhìn mặt con ma kia này hết đáng sợ rồi. Mà mặt con ma nó sợ lắm. Có nghĩa là hình như có vẻ như là nó gặp bà của bạn rồi. Bà của bạn thứ dữ á, hiểu không? Cho nên là bà của bạn cảnh cáo nó hay sao đó. Nó sợ quá trời luôn. Con ma nó nhìn bạn mình nè. Tự nhiên giờ con ma sợ mọi người, con ma sợ quá trời luôn, con ma ứ nước mắt, con ma muốn khóc rồi, con ma hú hù rồi, con ma hú hù 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 rồi. Cái xong rồi nhìn con ma sợ quá, mình đang sợ mà mình nhìn con ma nó đang sợ hơn mình nữa. Có nghĩa là nó gặp bà mình rồi đó, cái nó sợ hơn mình nữa. Cái xong rồi hả, thấy con ma sợ quá, bạn mới chấn an con ma, bạn nói vậy nè, thôi có gì hả, bà phù hộ cho tôi đi. Tại nhìn con ma bằng tuổi, hiểu không? Nhìn con ma còn nhỏ. Tụi mấy con người mà chứng ngang con ma ghê chưa? Bà phù hộ cho tôi đi, có gì tôi cúng nước ngọt với bánh với lại bịch bánh cho bà. Bà đừng có hù tôi, bà phù hộ cho tôi đi. Có gì tôi cúng nước ngọt với bịch bánh cho bà. Cái con ma vậy nè. Trời, con ma đang vừa méo mà vừa. Ủa sao bà của bạn dữ quá vậy? Cảm ơn Nguyễn Hiền nha. Bà của bạn hương dữ quá trời. Ủa bà, ủa alo. Con người phải chứng ngang con ma. Trời ơi, lần đầu tiên chị tác nghiệp mà chị gặp thứ dữ rồi. Lần đầu tiên chị tác nghiệp mà xui quá trời luôn keo. Cái xong rồi hả, cái trưa ngày hôm sau bạn mới hả, gọi giống như là bạn mới hả, bạn mới đi học bình thường, bạn học online bình thường thôi. Xong rồi bạn cũng quên cái vụ này luôn. Cái buổi trưa hình như bạn quên là bạn phải cúng nước ngọt cho bánh, bạn quên là bạn phải cúng nước ngọt cho bánh kẹo cho cái con ma đó đó. Cho nên là hả, buổi trưa hôm đó sau khi mà bạn học xong bạn ngủ trưa á, thì bạn bị ma đè. Má đè là đè như nè, kiểu như là bạn đang nằm vậy đúng không, bạn mở mắt ra, bạn thấy bạn bị cứng người rồi. Bạn mở mắt ra thì bạn mới thấy là đằng sau bạn á, là đằng sau bạn đang nằm trên giường, mà bạn thấy đằng sau bạn nha, có cái đầu nó ngước lên như nè, nó nhìn bạn như nè, nó nhìn mà kiểu là ủa kêu nước ngọt đâu, Pepsi đâu, tinh dầu đâu, kéo, bánh đâu, đâu kéo, hiểu không? Cái xong là bạn, trời ơi, bạn niệm Phật xong bạn được thả ra. Cái bạn đi cúng liền rồi xong bạn cũng nói cho ba bạn nghe vậy đó. Thì ba bạn cũng là dạng một người tin tâm linh lắm. Cảm ơn ma anh nha. Ba của bạn là một người rất là tin tâm linh, thì ba của bạn mới nói là chắc là người ta kiểu người ta cũng thôi coi như cúng cho người ta đi, để cho người ta phù hộ cho mình, chứ người ta cũng không làm gì mình đâu. Ba của bạn cũng tin tâm linh, ba của bạn cũng là người dạng mà có căn, nếu mà hồi đó đi thầy á, thì thầy nói là ba của bạn có thể tu được luôn. Ba bạn hiền lắm, ba bạn chăm làm lắm. Thì xong rồi hả, cái ngày hôm đó là
cái ngày hôm đó nha, là bạn hả kiểm tra toán, cái xong là bạn cũng có nói vu vơ, bạn cũng có nói vu vơ là bà độ cho, ê là hồi tôi kiểm tra toán nha, bà độ cho tôi cao điểm đi, tôi mua nước ngọt với lại tôi mua bánh cho bà, tôi cúng cho bà. Thì sau khi mà bạn kiểm tra xong á, thì á bạn nghĩ là bạn làm được 35 câu, đề kiểm tra của bạn là 50 câu, bạn nghĩ là bạn làm được 35 câu. Sau đó thì bạn mới hả không biết là bạn có làm đúng mấy câu kia không, thì bạn mới check lại, có một cái web bạn vô bạn check lại. Thì khi mà bạn check lại thì bạn ban đầu bạn nghĩ là bạn 7 điểm thôi, nhưng mà lát hồi bạn check lại là bạn 9 điểm rưỡi. Đó giờ chưa bao giờ mà bạn 9 điểm rưỡi hết trơn á, đó giờ điểm cao nhất của bạn là 8 điểm, 8.4. Cái xong là bạn mới hết hồn. Cái lúc mà phát điểm ra, cái lúc mà thầy trả điểm á, thì đúng thiệt là bạn được 9 điểm rưỡi. Và những cái đứa mà học thêm của thầy á, học thêm ở thầy á, là nó chỉ có hả 7 điểm thôi, 7 điểm, 8 điểm mà cùng thôi. Cái xong rồi nó còn nói với lại bạn hả là cái bài này là thầy cho rồi á, thầy cho rồi mà tụi nó còn làm không được nữa, mà bạn làm được tới 9 điểm rưỡi, ghê không? Cái xong rồi hả bạn mới lật đật á, bạn đi tìm lại cái web đó. Bạn lật đật bạn đi tìm lại cái web đó thì cái web đó không tồn tại. Cái lúc mà bạn nói là bạn lật đật bạn đi tìm cái web đó thì cái web đó không tồn tại nữa, cái web coi điểm á nó không còn tồn tại nữa, mặc dù là hồi nãy giờ bạn chưa có xóa cái trình duyệt web đó luôn. Xịn ghê, sảng khoái ghê. Trời ơi, có bạn ma sảng khoái ghê. Cái xong rồi hả bạn mới hả lật đật á là chiều á là bạn 6 giờ là cái bạn hả bạn Hương này á, bạn đi mua, bạn vui quá bạn mới đi mua bánh với nước để cúng cho cái bạn bạn ma này. Thì khi mà bạn đi mua á, thì khi mà bạn đi về thì bạn chỉ mua bánh với nước đủ cho bạn với em của bạn ăn thôi, bạn quên phần con ma luôn má. Con ma kiểu nó tức quá, tức quá kêu, trời ơi bạn quên phần con ma luôn, mà bạn ăn cho đã xong rồi bạn mới quên, bạn mới nhớ lại. Có nghĩa là lúc mới về bạn không nhớ nha, bạn đợi bạn ăn hết rồi, bạn uống hết rồi không có phần con ma, xong bạn mới nhớ ra là à mình có hứa với người ta là mình sẽ mua nước ngọt với lại mình mua bánh cho người ta để mình cúng cho người ta, nhưng mà giờ mình quên rồi. Keo này chua nha, keo này trầm nha, dưỡng rồi đó. Trời bạn tồi quá. Được việc xong rồi, cái xong là bạn quất ngựa tri phong. Cái xong là bạn mới nói là thôi đợi chừng nào ba về á rồi mình cúng, chắc mình mượn xe bạn, mượn xe ba, tại vì bạn ở dưới quê á, buổi tối đó nó tối khuya rồi, mà xe của bạn xe đạp á cho nên là nó không có đèn. Xong rồi hả bạn mới ngồi bạn trên máy tính để bạn làm, để bạn học bài. Khi mà bạn ngồi trên máy tính bạn học bài này, lúc đó là bắt đầu tối rồi á, thì bắt đầu bạn mới hả tự nhiên cái máy tính của bạn cúp xuống, cái máy tính của bạn nó tối thui à, cái máy tính bạn tối thui nghe. Xong rồi bạn hết hồn, ủa cái máy tính hư hả, máy tính mới mà máy tính hư vậy. Cái xong rồi bạn mới nhìn vô trong cái màn hình á, bạn thấy có một cái người phụ, có một ai đó đứng sau lưng bạn. Bạn nhìn vô trong cái màn hình thì bạn mới thấy là có ai đó đang đứng sau lưng bạn, tay trắng bóc à, để hai cái tay lên trên lưng bạn, lên trên vai bạn này, để hai cái tay lên trên vai bạn này. Mày hứa là sao? Hai chị em ăn cho đã luôn. Cái tao ngồi nhìn đó, để hai cái tay lên đó, xin nha. Cái xong nó đầu hả là bạn mới nói trong đầu là tôi quên keo, tôi quên. Bây giờ hả là đợi ba tôi về xong tôi đi mua liền cho bà. Bà yên tâm đi bà, tôi quên, tôi xin lỗi bà nhiều nha, tôi quên. Trời tôi hồ đồ quá, tôi quên rồi, tôi xin lỗi bà nhiều nha. Cái xong rồi hả xin lỗi xong là bắt đầu cái tay nó rút lại. Cái màn hình laptop nó mở lên nha. Quay lại không thấy ai hết. Màn hình laptop nó mở lên quay lại không thấy ai hết. Xong rồi lúc này á thì bạn mới hả đợi ba bạn về, ba bạn vừa về cái bạn phóng ra cho con mượn cái xe nha. Trời ba bạn chưa kịp đỡ luôn, cái bạn ba bạn nó lấy cái xe đi đâu, thì bạn mới kể là à lấy cái xe để đi hả mua đồ cúng như vậy đó, mua đồ cúng như vậy đó. Cái xong rồi hả thì ba bạn mới cho bạn đi, thì ba bạn biết là trong nhà có người âm vậy đó, thôi cúng kiến cho người ta đi để cho người ta phù hộ mình. Cái xong là bạn mới đi mua về hả một lốc nước ngọt luôn, có nghĩa là một thùng luôn á, chứ không phải là cúng một thùng luôn, chứ không phải là cúng một chai. Cúng xong rồi mọi chuyện êm xuôi. Cái xong rồi hả tối còn nằm mơ thấy con ma nó hiện lên nữa, nó đang cầm chai nước ngọt, hiện lên ta cầm chai nước ngọt uống, cầm bịch bánh ăn, để trên bàn học gì đó cho nó ăn cho nó uống, hiểu không? Thường thường là để trên bàn học gì đó, thấy nó ngồi trên bàn học đó
ăn vui vẻ quá à. Ăn vui vẻ quá, mận trái mận xoài đào quá, hảo quá. Hảo ma ăn vui vẻ lắm. Cái xong rồi buổi sáng ngày hôm sau á, bạn còn nằm mơ, bạn mở mắt ra, bạn mới mớ thì bạn thấy ba bạn đang cúng cái gì đó trước giường bạn. Bạn nằm mà bạn mệt quá, bạn ngủ thì bạn mở mắt lại thì bạn không thấy nữa. Thì hả, buổi tối như hôm đó ba bạn về vui vẻ lắm, ba bạn khoe với bạn là ba mới trúng được cái thầu đất. Tại vì ba bạn làm xây dựng mà, ba làm bạn làm sầu thầu xây dựng. Trúng được cái thầu đất đó là có đủ tiền để có thể nuôi bạn và nuôi em của bạn ăn học. Tại vì mẹ của bạn bị lừa sang nước ngoài để gọi là lao động á, lao động bên nước ngoài á, bị lừa sang nước ngoài để lao động. Cho nên là hả, cho nên là kiểu như gia đình của bạn mà bị lừa sang đó là phải hết cái hợp đồng đó người ta mới trả tiền cho mẹ bạn, chứ bây giờ không có đưa tiền, cho nên là bị lừa như vậy là cho nên là không có tiền để chi trả. Thì cái việc học của bạn chỉ có ba bạn là gánh hết thôi, cho nên là rất là may là ba bạn có cái thầu đất đó thì đủ để đóng cho tiền học cho cả năm, chắc cảnh nói chung là rất là may mắn. Thì bạn cũng mừng, bạn cũng cảm ơn con ma đó quá trời luôn. Mà con ma này sao nha, tối á, là nó hay kiểu tối á, là nó hay kiểu hả lôi bạn xuống giường, tại cái mền của nó để dưới cái gầm giường á. Tối á là nó hay lôi bạn xuống giường, xong rồi hả nó nhét bạn vô gầm giường để ngủ với nó. Nó hay kiểu mà nó cô đơn á, hiểu không, nó hay ngủ, nó dựa sát, nó đang ngủ nha, đang ngủ trên giường mà sáng dậy là thấy nằm ở dưới gầm giường, nằm ở dưới đất rồi, là nó lôi bạn xuống để nó ngủ chung với nó. Xong rồi hả nó để cái miệng của nó vô trong cái sau gáy nữa nè, mà nó ngủ nó kỳ lắm. Ngủ chung thì nằm thôi đi chứ đừng làm ba cái hành động thở vô gáy. Trời, nó làm như bạn là xì ke chứ. Con ma nó làm như bạn Hương là xì ke vậy đó. Tối nào cũng lôi bạn Hương xuống để ngủ chung hết trơn á, mà còn thở vô gáy bạn Hương nữa. Cái xong rồi bạn Hương mới kêu bạn Hương mới kể cho ba bạn á, cái ba bạn cũng sợ, ba bạn mới kiểu như là thôi thắp cúng, ngày nào cũng cúng hết, ngày nào ba bạn cũng cúng hết đó. Cúng xong đẩy xuống dưới gặp giường cho nó vậy đó. Cái lâu lâu nó mới lôi bạn xuống thôi, chứ thường thường là nó không có lôi bạn xuống. Nó hả cứ nói chung là nó cứ ngủ, ý là bạn ba bạn cúng mỗi ngày thì không sao hết, mà ngày nào quên cúng là nó lôi bạn xuống ngủ chung với nó vậy đó. Mà nó cũng phù hộ gia đình bạn vui vẻ lắm, cái gia đình bạn có tiền mà bạn hả học tốt nữa, cho nên là gia đình bạn cứ để cho cái dòng nó ở đó vậy thôi, cứ cúng cho nó hoài luôn.